Xin chào các bạn học sinh yêu quý. Các con đã sẵn sàng vào tiết học chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cô xin giới thiệu với các con, đây là nhà thơ Xuân Diệu. Xuân Diệu tên đầy đủ là Ngô Xuân Diệu. Ông sinh năm 1916 và mất năm 1985. Ông là một nhà thơ lớn, là một cây đại thụ trong nền thi ca Việt Nam hiện đại. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà báo, nhà văn, nhà phê bình văn học. Với những đóng góp to lớn của mình, vào năm 1996, ông đã được nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, qua hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông đã để lại cho đời khoảng 400 bài thơ và trên 50 tác phẩm ở nhiều thể loại, tùy bút, bút ký, truyện ngắn, tiểu luận và dịch thơ. Xuân Diệu là một thi sĩ tài hoa, một nguồn sáng tạo văn chương vô cùng to lớn. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một tác phẩm của ông. Các con ạ, hoa phượng đã có từ ngàn đời trên mặt đất này. Nó gắn bó thân thiết với biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Nhưng lạ quá, phải đến với con mắt thơ của tác giả Xuân Diệu thì loài hoa ấy mới được mang thêm một cái tên mới, đó là hoa học trò. Dưới ngòi bút đầy thơ mộng của tác giả Xuân Diệu, hoa học trò đã được miêu tả như thế nào? Cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu trong bài tập đọc ngày hôm nay, Hoa học trò. Cũng như những tiết tập đọc trước, chúng ta sẽ luyện đọc đúng, rồi tìm hiểu nội dung của bài, để từ đó có thể luyện đọc thật hay bài tập đọc này. Các con hãy cùng lắng nghe cô đọc bài và nhớ đọc thầm theo cô nhé! Hoa học trò. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm, đậu khít nhau. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp. Dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao. Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm, mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên. Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang. Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng sực lên, như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Trong bài, tác giả đã miêu tả cây phượng, hay chúng ta còn biết với cái tên là phượng vĩ. Cô tin chắc là rất nhiều bạn đã từng nhìn thấy loài hoa này rồi, đúng không? Còn phần tử là một bộ phận, một phần trong cái chung. Vô tâm, không để ý đến những điều lẽ ra cần để ý. Và tin thắm muốn nói tới những tin vui. Các con hãy quan sát lại bài tập đọc một lần nữa. Và theo con, bài tập đọc này được chia ra làm mấy đoạn? Nếu bạn nào có câu trả lời là 3 đoạn thì là đúng rồi đấy. Đoạn thứ nhất, từ phượng cho tới đậu khít nhau. Đoạn thứ hai, từ nhưng hoa càng đỏ cho tới bất ngờ vậy. Và đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Các con hãy đánh dấu 3 đoạn của bài nào. Trong bài có một số từ: nỗi niềm, mát rượi, mê non, chói lọi. Đây là những từ các con cần lưu ý để phát âm cho đúng. Các con hãy đọc to lại một lần nữa cùng với cô nào. Nỗi niềm, mát rượi, mê non, chói lọi. Bên cạnh những từ khó, trong bài còn có một số câu văn dài. Khi đọc,
Các con cần dựa vào nội dung của câu để ngắt hơi cho phù hợp. Cô có những ví dụ sau. Các con hãy đọc thầm lại những câu văn này, ngắt hơi và lắng nghe xem việc ngắt hơi như vậy có hợp lý không? Cô cũng có một phương án gợi ý cho các con như sau. Các con hãy đọc lại những câu văn này một lần nữa cùng với cô nào. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm, đậu khít nhau. Khắp thành phố bỗng sực lên, như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Bây giờ là thời gian để các con sẽ luyện đọc lại bài tập đọc này một lần nữa. Qua hoạt động vừa rồi, các con đã được luyện đọc những từ khó, biết cách đọc một số câu văn dài. Cô tin là các bạn sẽ có thể đọc trôi chảy bài tập đọc này. Và để đọc bài tập đọc này được hay hơn nữa, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là tìm hiểu bài. Các con ạ, đã từ lâu hoa phượng được gọi với một cái tên thân thương là hoa học trò. Nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết, Xuân Diệu chính là người đầu tiên gọi hoa phượng như thế. Vậy ông đã tìm được mối liên hệ nào giữa hoa phượng và những cô cậu học sinh để gọi hoa phượng là hoa học trò? Các con hãy suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi này nào. Chắc hẳn mỗi bạn đều có câu trả lời của riêng mình. Có bạn thì cho rằng hoa phượng hay được trồng ở các sân trường. Vì vậy, phượng rất quen thuộc và gần gũi với các bạn học sinh. Có bạn lại nhớ tới thời điểm của hoa phượng nở, đó là vào mùa hè. Phượng nở báo hiệu mùa thi, báo hiệu kỳ nghỉ hè mà các bạn nhỏ đang mong chờ sắp tới. Hay có bạn lại nghĩ phượng gắn bó với những kỷ niệm của một thuở cắp sách tới trường. Cô nghĩ còn rất nhiều những lý do khác nữa, nhưng tất cả những lý do ấy đều đúng. Các con ạ, hoa phượng nở vào lúc tiếng trống trường chìm dần vào bản nhạc của lũ ve sầu và tan đi trong cái nắng của bầu trời mùa hạ. Đó cũng là lúc những bạn học sinh say sưa tận hưởng cái sôi động của mùa hè cùng với những kế hoạch vui chơi đầy hấp dẫn. Nhưng đó cũng là lúc các bạn học sinh phải xa thầy, xa cô, xa bạn bè, xa mái trường yêu dấu. Phượng có buồn không? Chắc hẳn Phượng cũng buồn lắm khi phải xa lũ học trò nghịch ngợm. Bởi vì thế mà tuy sắc Phượng đỏ rực rỡ, nhưng bông Phượng luôn mang trong mình nỗi niềm vừa buồn mà lại vừa vui. Thoáng vui, thoáng buồn có phải rất giống với các bạn học sinh không nào? Có lẽ vì những lý do ấy mà tác giả Xuân Diệu lại gọi hoa Phượng là hoa học trò. Và đó cũng chính là ý thứ nhất trong bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta. Hoa phượng gắn bó và thân thiết với các bạn học sinh như thế, nên cô nghĩ rằng tất cả các con đều đã từng được nhìn thấy hoa phượng. Các con ạ, tuy hoa phượng không có hương thơm, nhưng hoa phượng luôn mang lại một ấn tượng mạnh mẽ đối với bất kỳ ai ngắm nhìn nó. Vậy, hoa phượng đã hiện lên qua sự quan sát và ngòi bút miêu tả của tác giả Xuân Diệu như thế nào? Cô trò mình cùng nhau tìm hiểu nhé! Các con hãy đọc thầm lại đoạn văn thứ nhất của bài. Phượng đặc biệt ở ngay cái cách mà cây ra hoa. Các con hãy tìm những từ ngữ cho biết điều đó.
Sau đây là đáp án của cô. Khi nở, hoa phượng đặc biệt ở chỗ đó là hoa nở rất nhiều. Phượng nở không phải là một đóa mà là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Nó đặc biệt đến nỗi làm người ta quên đi đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn. Và tác giả còn hình dung những tán hoa ấy như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Theo con, tác giả Xuân Diệu đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả hoa phượng? Tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh để thấy được sự giống nhau giữa những tán hoa phượng với muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Nói đến phượng, người ta thường nghĩ đến màu sắc rực rỡ của mùa hè. Nhà thơ Xuân Diệu gọi phượng là hoa học trò. Đó là một loài hoa gắn với lứa tuổi thần tiên, thơ mộng. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Với cấu trúc vừa phủ định, vừa khẳng định, nhà thơ đã giới thiệu từ cụ thể đến khái quát về hình khối của màu hoa phượng được quan sát từ gần đến xa. Theo cái nhìn của tác giả, người đọc có thể hình dung ra màu hoa đỏ thắm bỗng nở bừng từ một đóa rồi nhanh chóng lan dần ra diện rộng, ánh lên cả một góc trời đỏ rực. Trong câu tiếp theo, vẫn lấy hoa phượng làm tâm điểm của cái nhìn, tác giả đưa bút theo bề rộng đến cây, đến hàng, rồi theo bề cao đến tán lớn xòe ra. Trên đậu khít nhau muôn ngàn con bướm thắm. Nhà thơ thật tài tình khi đặt hai câu liệt kê ở gần nhau, đều theo cách thức mở rộng hình ảnh, nhưng ý tứ hoàn toàn không trùng lặp. Hai câu văn vẽ ra hai bức tranh hoa phượng. Bức thứ nhất làm nổi bật hình khối, màu sắc. Bức thứ hai làm nổi bật chi tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đoạn văn thứ hai và ba của bài để xem sự xuất hiện ấy có gì đặc biệt. Bây giờ là thời gian để các con sẽ đọc thầm lại hai đoạn văn này. Tiếp theo, các con hãy tìm những từ ngữ để miêu tả sự xuất hiện của hoa phượng. Những từ ngữ để miêu tả sự xuất hiện của hoa phượng đó là bỗng đâu, ngạc nhiên và bất ngờ. Ở đoạn văn thứ ba, chúng ta còn thấy những từ ngữ miêu tả sự xuất hiện của hoa phượng đó là mạnh mẽ và rực lên. Qua những chi tiết miêu tả của tác giả, chúng ta đã thấy hoa phượng xuất hiện một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó nhanh đến nỗi mà cậu học trò nhỏ chỉ vì những giờ phút mải mê chăm lo học hành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Mà khi hè sang, cậu phải bất ngờ và tự hỏi, hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Từ lúc trên cành báo một tin thắm thì chẳng mấy chốc cả thành phố đã rực lên với sắc đỏ của hoa phượng. Chúng ta đã thấy hoa phượng xuất hiện thật nhanh, thật mạnh mẽ. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Xuân Diệu vẫn tinh ý để nhận ra sự thay đổi của sắc phượng. Sắc đỏ của hoa phượng đã thay đổi như thế nào? Cô và các con sẽ tiếp tục tìm hiểu ở đoạn cuối cùng của bài. Các con hãy đọc lại đoạn văn thứ ba và tìm xem tác giả đã miêu tả hoa phượng ở những thời điểm nào. Bạn nào có câu trả lời là 4 thời điểm là rất đúng rồi đấy. Thời điểm thứ nhất đó là bình minh của hoa phượng, đó là khi hoa phượng mới nở. Những thời điểm tiếp theo là khi có mưa, ngày xuân dần hết. Và cuối cùng là lúc hè sang. Để tìm hiểu rõ hơn vẻ đẹp của hoa phượng ở từng thời điểm, các con hãy thực hiện yêu cầu sau. Các con hãy nối những từ ngữ chỉ thời điểm ở cột A với những từ ngữ miêu tả sắc đỏ hoa phượng ở cột B cho phù hợp. Thời gian làm bài của các con bắt đầu.
Và sau đây là đáp án của cô. Cô khen các bạn đã làm đúng yêu cầu này. Như vậy, một lần nữa, tác giả Xuân Diệu lại cho chúng ta thấy cái vẻ độc đáo của loài hoa này. Khoảng thời gian từ cuối xuân sang hè thật ngắn ngủi, nhưng tác giả đã tinh ý để nhận thấy sự thay đổi liên tục của màu hoa. Đầu mùa, sắc phượng là màu đỏ còn non. Khi có mưa thì lại càng tươi dịu. Rồi số hoa tăng lên, màu hoa cũng đậm dần. Khi màu phượng mạnh mẽ nhất, khi sắc đỏ rực rỡ nhất như chạy đua cùng cái chói lọi của mặt trời, ấy là lúc hè sang. Khắp phố phường bỗng rực lên như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Câu văn cuối cùng của bài khiến cho người đọc nghe thấy như đâu đó có âm thanh rộn rã, vui tươi náo nức của những ngày Tết đến. Có phải hè mà cũng vui như Tết? Có phải hoa phượng đã mang đến cho chúng ta điều đó không? Như vậy, thông qua sự quan sát tỉ mỉ và linh hoạt trong việc sử dụng ngôn từ, tác giả Xuân Diệu đã cho chúng ta thấy cách phượng ra hoa, sự xuất hiện nhanh chóng và mạnh mẽ của hoa phượng, cũng như sự thay đổi sắc đỏ của màu hoa. Tất cả cho chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng. Và đó cũng chính là ý thứ hai của bài tập đọc ngày hôm nay. Tô điểm cho sắc đỏ của hoa phượng là những tầng lá phượng xanh um. Các con hãy đọc lại đoạn văn thứ hai và tìm những từ ngữ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả vẻ đẹp của lá phượng. Để xem những từ ngữ mà mình tìm được có đúng hay không, các con hãy tham gia một phần bài tập nho nhỏ sau đây nhé. Những từ ngữ dưới đây: xanh um, xanh rì, mát rượi, ngon lành như lá me non, giống lá bàng, ban đầu xếp lại, e ấp, dần dần xòe ra như ngàn con bướm thắm. Những từ ngữ nào đã được tác giả sử dụng để miêu tả vẻ đẹp của lá phượng? Thời gian để các con suy nghĩ bắt đầu. Các con hãy xem những ý kiến của mình có đúng không nào. Mùa xuân, phượng ra lá, lá phượng xanh mát rượi, lá phượng gợi cảm giác ngon lành như lá me non. Tác giả Xuân Diệu còn tinh ý để nhận thấy sự phát triển của lá phượng. Ban đầu thì lá xếp lại, còn e ấp, sau dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Cô khen những bạn đã tìm đúng được những từ ngữ này. Các con có thấy tác giả Xuân Diệu đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả lá phượng không? Chúng ta dễ dàng nhận thấy tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh và nhân hóa khi miêu tả lá phượng. Cũng nhờ những biện pháp nghệ thuật này mà chúng ta dễ dàng hình dung được những chiếc lá phượng bé xíu, mong manh. Hình ảnh e ấp ngại ngùng khiến cho lá phượng trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Lá phượng thật đẹp. Đẹp đến nỗi người ta còn lấy nó để đặt tên cho loài cây. Những chiếc lá phượng xếp thành hai hàng song song, cành lá xanh mát, uốn cong mềm mại. Có phải vì nhìn lá, người ta hình dung ra đuôi của loài chim phượng, liền đặt tên cho cây là phượng vĩ không? Các con ạ, qua bài tập đọc Hoa học trò, chúng ta thấy rằng Xuân Diệu đã cảm nhận được vẻ đẹp của lá phượng và vẻ đẹp của hoa phượng khiến lòng người cảm thấy náo nức. Khác với đoạn văn thứ nhất, ở đoạn văn thứ hai, tác giả quan sát màu lá phượng theo diễn biến thời gian. Lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non là màu lá của vị giác. Lá từ e ấp đến độ xòe ra cho gió đưa đẩy là ẩn dụ của mùa xuân và lòng cậu học trò phơi phới làm sao. Thời gian thay lá cho cây và bỗng đâu báo ra một tin thắm. Cái tin rực rỡ ấy gắn liền với niềm tự hào của cậu học trò.
Do mãi chăm lo học hành, cậu đã không biết mùa hoa phượng bắt đầu. Thời gian trôi theo biến thái của sắc màu hoa phượng. Quá trình từ màu đỏ còn non, tươi dịu đến đậm dần và cũng chính là quá trình hoa phượng hòa nhịp với mặt trời chói lọi để thành phố bỗng rực lên, để sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng. Người học trò vào hẳn trong mùa phượng, nói cách khác, nghĩa biểu tượng của hoa phượng là hoa học trò. Chắc hẳn mỗi bạn đều có những cảm xúc riêng. Nhưng cô tin rằng bạn nào cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt của hoa phượng, loài hoa gần gũi và thân thiết với tuổi học trò. Và đó cũng chính là nội dung chính của bài tập đọc ngày hôm nay. Vẻ đẹp độc đáo, rất riêng của hoa phượng, loài hoa gần gũi, thân thiết của tuổi học trò. Các con hãy ghi nội dung bài vào vở của mình. Vừa rồi các con đã vừa tìm hiểu nội dung của bài, cô trò mình cùng luyện đọc thật hay bài tập đọc này. Theo con, bài tập đọc này nên đọc với một giọng đọc như thế nào? Vì đây là một bài văn miêu tả, nên toàn bài con nên đọc với một giọng đọc nhẹ nhàng. Nhưng cũng lưu ý, ở đoạn văn thứ hai, chúng ta cần thể hiện được sự reo vui để thấy được cái cảm xúc của cậu học trò. Với đoạn văn thứ ba, các con đọc nhanh hơn một chút để thấy được sự thay đổi liên tục của màu hoa phượng. Về nhấn giọng, các con nên nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp của hoa phượng và thể hiện được cảm xúc của cậu học trò. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc lại bài tập đọc hoa học trò một lần nữa. Hoa học trò. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm, đậu khít nhau. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp. Dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao. Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm. Mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên. Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non. Nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang. Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng sực lên, như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Cô mong rằng bạn nào cũng sẽ tự giác để luyện đọc thật hay bài tập đọc này. Các con ạ, hoa phượng đã từ lâu trở thành một hình ảnh gắn bó với biết bao nhiêu thế hệ học trò. Giờ ra chơi, chẳng khó để bắt gặp những cô cậu học sinh vui đùa trò chuyện dưới tán phượng xanh mát, nhặt hoa rơi để chơi trọi gà, để tết vòng hoa từ phượng. Phượng đứng đó, lặng lẽ cùng lũ học trò nhỏ ghi lại bao cảm xúc buồn vui. Chứng kiến những khoảnh khắc dấu yêu, Phượng cùng học những điều lý thú dưới mái trường. Hoa đỏ trên trời hơn cả một mùa hè cháy bỏng, rơi lặng lẽ như nỗi bâng khuâng, bay nhẹ nhàng như những giấc mơ tuổi thơ, và sau cùng ướp vào trang vở để hóa thành những kỷ niệm khó phai của một thời cắp sách tới trường. Tiết tập đọc của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sau.